Bạn của tôi không biết gầm bát rồi. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Đấy. Hôm nay hai chị em mình ăn một bữa thịnh soạn luôn. Được. Chỗ khác em không được, em mình cầm bát đây, là hai chị em mình cụp ni cái nào. Chúc mừng bữa ăn hôm nay á, chị nấu cho em ăn nào. Cụp ni. Nên là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đấy. Mỗi chỗ là sushi không biết ăn kim chi đâu. Phải khi ăn kim chi quá mà sushi không biết ăn. Và sao giờ này cũng chưa sang không biết nữa chứ. Không biết đi đâu rồi. Hẹn sang mà mãi không sao. Ơ, sang rồi em. Trời ơi, sao sang không thấy tiếng gì đâu cả. Chị có nước ngọt chưa? Chị chưa, chị quên chỗ. Thôi chết rồi chị... Wow, rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Hôm nay chị với em ăn một bữa gọi là tưng bừng luôn. Cuối tuần mà. Xúc xích. Em thích ăn xúc xích nhất, em thích ăn giòn nhất, em thích ăn mì nhất. Đúng rồi, toàn món thích thôi. Sao là giống bún ấy? Giống bún không? Giống bún. Một cái miếng này bẩn rồi. Thôi, đây, hai chị em mình nhá. Hôm nay chị sẽ trổ tài nấu mì. Chị bỏ cái bếp này ra không có nóng lắm. Chị để ra đằng sau. Hồng ăn rất là. Wow. Em đổ luôn trộn nha. Không, không, để đây. Ai ăn cái gì thì gắp nhá. Đũa của em đây. Thịt không? Thịt đây. Bát của em chị đây. Để chị gắp mì cho em nhá. Hôm nay chị nấu một nồi đầy ập luôn ấy. Quả này em cứ gọi là ăn tưng bừng luôn đi. Đúng chưa? Ngon không? Mì này mì Hàn Quốc đấy. Sao trắng đẹp ấy? Ừ, mì Hàn Quốc còn trắng lắm. Em không ăn được ớt nên chị không cho nơ màu vào đây. Cho màu vào đây là màu ớt đấy. Từ từ, cụp đi, cụp đi, cụp đi, cụp đi. Thôi, chưa không biết ăn à. Đấy, đúng rồi. Đó. Phải bê bát lên em. Trời ơi. Bạn của tôi không biết gầm bát rồi. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Đấy. Hôm nay hai chị em mình ăn một bữa thịnh soạn luôn. Được. Chỗ khác em không được, em mình đây. Em cầm bát đây, là hai chị em mình cụp ni cái nào. Chúc mừng bữa ăn hôm nay chị nấu cho em ăn nào. Cụp ni. Nước cam ngon quá. Thì rồi, uống nước cam mà như uống rượu ấy. Ăn thử nhá, ăn thử xem mì của chị nấu có ngon không nhá. Để đây. Ngon bé bát lên em. Đã không ăn đuổi. Em thử. Ngon quá hả? Ăn với giò ngon lắm. Này, cho miếng ngọt. Không, thử mà. Ngon được chị đảm bảo luôn. Đi chị đi. Hút húi. Hồ hút dài thế. Muốn ngon thế. Không ăn. Không ăn. Ăn nhạc thế thôi chị ăn vậy. Chúc xích, chúc xích, chúc xích. Em phải ăn thử miếng chứ không chị buồn. Ăn đi. Nhá. Mì ngon không? Mì ngon không em? Mì này không cay đúng không? Mì này mì Hàn Quốc mà. Chị bảo Su không ăn được cay nên mì Hàn Quốc chỉ mua cái loại không cay có phần. Wow, ngon thế à? Trời ơi. Ừ, nhổ rồi. Ăn bát nữa không? Bát nữa không? Ăn đấy nhá. Ăn miếng xúc xích nữa. Thế này cũng bỏ công chị nấu cơ. Không ấy thì chị buồn lắm. Thấy không? Thấy chị bạn nấu mì nào ngon nhất không? Hôm qua ai nấu mì. Nào, cúp đi, cúp đi, cúp đi, cúp đi, cúp đi. Nào, chúng mình như kiểu đi chơi ấy. Cúp đi. Nước cam ngon quá. Từ từ hút sạc. Úi giời. Ăn mì uống nước cam mà làm như uống rượu ấy. Ngon nhở? Ăn mì này ngon đúng không? Ăn xong tí chị em mình ra đằng kia chơi. Hôm nay mẹ chị cho tiền thì hai chị em mình đi siêu thị. Em đầy tiền. Hả? Đông nhiều ăn. Ăn cho sức. Hú hú, trời ơi, em rồi. Em cần tiền. Vâng. Không ăn chị có tiền, không cần tiền của em đâu. Để chị xúc cho em nhé. Đấy nha, để chị sẽ đắp cho em. Úi giời đấy đúng không? Muốn ăn. Úi giời, úi giời, úi giời, nó ăn kìa. Ngon quá, từ từ cũng sạc nhá. Thấy chưa, chị bảo mình chỉ nấu là ngon nhất của đất luôn. Ngon đúng không? Còn đây. No chưa, em no chưa? Ngon quá. Ngon mấy. Ăn nữa. Trời ơi, ba bát luôn rồi. Chị không ngờ. Hay hay nào, ít nữa chị mở tiệm mì. Bà
bán mì ăn nhờ. Em không có nước chị lấy cho. Wow, ôi mình thật là giỏi quá. Sau này chị sẽ làm quán mì, dù gì sẽ là khách thường xuyên của chị được. Ôi, 3 bát. Chị được 2 bát rồi. Trời, lớn vậy sao mà con người cắt kéo nữa hả? Cái kéo chỉ để vào cái nó bẩn. Rồi. Em hay cắt thì mẹ em hay cắt như này cho em của em ăn đúng không? Hôm nay em bắt chiếc đúng không? Rồi. Thấy ngon không? Ui giời, trời, ui giời, ui giời. Ui. Ui giời, quá hết. Trời ơi, lần đầu tiên chị nấu mì mà con người ăn hết 4 bát mì của chị luôn ấy. Lần này chị mà mở hiệu bán mì là chắc chắn là chị sẽ bán được rất nhiều tiền. Thôi đi chơi thôi, nó lắm rồi. Nó chưa? Con làm một miếng xúc xích không? Không ạ. À, chị thích ăn xúc xích bây giờ à? Chứ. Thôi, ăn thế rồi, nó lắm rồi. Đi ra đi chơi đi. Đi ra sau vườn nhà chị á, mẹ chị á mới đào cái này hay cực. Đi ra đi ra đi cho. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.